Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 3, 0. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2006, 0062, 5217. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2788. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 49538, 50361, 69124, 03791, 73475, 85951, 34984. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07712, 31442. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87584. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19828. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 290340. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 290340.